20 tuổi, đã rời khỏi Long Sàng để lên rừng nếm mật nằm gai cùng cha con Tôn Thất Thuyết dựng cờ Cần Vương cứu nước. Nghiệp lớn không thành, đã phải đi đầy biệt xứ. Tôn Thất Thiệp liều mình cứu bị giặc đâm chết. Tôn Thất Đàn vắt cổ trên đỉnh đèo ngang, trung thành cho đến thác. Gia đình Tôn Thất Thuyết bốn đời xa thân cứu nước. Các bậc anh hào nghĩa sĩ vì sao thất bại? Hỡi muôn dân, trẫm đã không giữ được Sơn Hà xã tắc, để muôn dân sống kiếp nô lệ. Hàm nghi này có tội với tiên đế, với muôn dân. Muôn dân đã đồng lòng đứng lên dưới cờ Cần Vương phò vua giúp nước, mà trời không giúp trẫm, nghiệp cả không thành. Ta chịu cảnh đi đài để trăm họ chịu kiếp ngựa trâu. Hỡi muôn dân, hãy hiểu cho lòng trẫm. Dân biệt vô chiến của ta, ta đi mà không hẹn ngày gặp lại. Muôn dân đã đồng lòng đứng lên dưới cờ Cần Vương phò vua giúp nước, mà trời không giúp trẫm, nghiệp cả không thành. Ta chịu cảnh đi đài để trăm họ chịu kiếp ngựa trâu. Hỡi muôn dân, hãy hiểu cho lòng trẫm. Danh biệt vô chiến của ta, ta đi mà không hẹn ngày gặp lại. Thần nhìn vua ra đi, cũng làm con voi chiến trung thành ứa lệ. Khi vua Hàm Nghi đi đầy, con voi chiến trung thành đã sống những ngày gian khổ, cũng trầm mình giữa dòng sông Hương. Mộ vua Hàm Nghi tại Pháp.